cái hội trường ấy, ngay cả cái sân mà ra bắt đầu chuyện rồi chồng không nhận ra đấy, học sinh không nhận ra đấy, chị cứ nói cái trời đố không này, đố quá, chị cứ bảo đấy là cái nét nào quen 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 nhớ rồi, hay bảo lâu quá rồi vậy, check check đấy.